kinh văn năng dĩ nhất niệm tương thử pháp môn ư mạt kiếp trung khai thị vị học thị nhân tội chướng ứng niệm tiêu diệt biến kỳ sở thọ địa ngục khổ nhân thành an lạc quốc việt dịch nếu người này dùng một niệm đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi nước an lạc giảng nếu người này dùng một niệm đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp nhưng nếu người này có thể chỉ trong một niệm đem pháp môn này đại định thủ lăng nghiêm truyền dạy cho những người chưa học trong đời mạt pháp thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt nhờ cảm ứng với niệm trên nếu trong đời mạt pháp chỉ đem một niệm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi truyền dạy pháp môn thủ La nghiêm đại định cho những người chưa được học hỏi Phật pháp thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt một cách nhanh chóng, biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi nước an lạc. Tất cả địa ngục lẽ ra người ấy phải chịu khổ thì đều biến thành cõi nước an lạc. Tất cả các khổ nạn đúng ra anh ta phải chịu trong đủ các loại địa ngục sẽ biến thành nơi bình an vui thích. Anh ta không còn chịu món khổ nào nữa cả. Kinh văn Đắc phước siêu Việt, tiền chi thí nhân, bá bội thiên bội, thiên vạn ước bội, như thị nãi trí, toán số thí dụ, sở bất năng cập việc dịch được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng trước kia gấp trăm ngàn triệu ước lần như thế cho đến toán số thí dụ cũng không thể diễn tả hết được giảng được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng trước kia gấp trăm ngàn triệu ước lần phước đức người ấy được vượt trội hơn hẳn phước đức của người bố thí cúng dường trước kia Phước đức của người giảng nói kinh thủ lăng nghiêm vượt trội hơn phước đức có được do bố thí cúng dường, bảy thứ báu đầy cõi hư không, khắp cả pháp giới, lên chư Phật như lai nhiều như vi trần. Nếu quý vị có thể giảng nói kinh thủ lăng nghiêm cho những người chưa hiểu được Phật Pháp, thì phước đức ấy vượt trội hơn hẳn phước đức của người bố thí cúng dường gấp trăm ngàn triệu ước lần. Như thế cho đến dùng tính toán thí dụ, cũng không thể nào diễn tả cho được quý vị sẽ hưởng được phước báu nhiều hơn người kia không có cách nào để diễn tả được phước ấy lớn đến chừng nào